Một pha vung chân căng như kẻ chỉ, nhanh như điện xẹt và mạnh như một khẩu súng thần công găm thẳng vào góc lưới. Lionel Messi đang làm cái gì vậy? Sáng nay, nước Mỹ một lần nữa lại rung chuyển dưới bước chân thiên tài và lần này là siêu phẩm sút xa cách 25m giải cứu Inter Miami. Có người nói rằng Messi chỉ biết cứa lòng, còn nã đại bác thì không phải là sở trường. Vậy thì Leo của tuổi 36 đã cho tất cả câu trả lời. Một cú ra chân chạm tới hai từ hoàn hảo. Không như vậy, anh còn để lại dấu ấn bằng một pha kiến tạo thiên tài, góp phần quan trọng vào màn lội ngược dòng kịch tính của Inter Miami. Ngày hôm nay, đơn giản là ngày của Messi. Sáng nay, Inter Miami có chuyến làm khách trước Sporting Kansas tại MLS ở nhiệm vụ đánh chiếm ngôi đầu bảng của New York Red Bulls. Như thường lệ, một spotlight lại thuộc về cái tên Lionel Messi. Nhiều người chờ câu trả lời từ Leo sau khi anh và Miami đã bị loại khỏi CONCACAF Champions League với trận thua bẽ bảng. Không để cho người hâm mộ phải thất vọng lâu, Messi lập tức tỏa sáng rực rỡ trong ngày thi đấu thăng hoa. Mọi chuyện khởi đầu không mấy thuận lợi khi Sporting Kansas có được bàn thắng mở tỷ số ngày phút thứ 6. Tuy nhiên, khó khăn chỉ càng tôn lên màn trình diễn đẳng cấp của El Pulgar. Chừng 12 phút sau khi bị dẫn trước, phép màu từ đôi chân mê hoặc của Leo đã thả xuống sân cỏ của nước Mỹ. Một cánh ngẩng đầu nhìn đồng đội và lập tức một cú chọc khe vừa vặn để đạt Diego Gomez vào tư thế ghi bàn. Anh chính thức chạm cột mốc 365 đường kiến tạo để giữ vững thế độc tôn trong danh sách những chân kiến tạo xuất sắc nhất thế kỷ 21. Tuy nhiên, khoảnh khắc bùng nổ nhất của Messi sáng nay chỉ thực sự xảy ra ở phút thứ 51. Nhận bóng bên ngoài vòng cấm địa, El Pulgar dẫn thêm một nhịp, ngắm nhìn khung thành. Và còn người hâm mộ thì nín thở theo khoảnh khắc đó. Để rồi, bóng từ chân Messi đã găm thẳng vào lưới theo cách phấn khích nhất. Pha bay người của thủ thành Sporting Kansas chỉ càng tô thêm siêu phẩm nã đại bác của siêu sao 39 tuổi thêm rực rỡ hơn. 2-1 cho Inter Miami và Messi một lần nữa lại là nhân vật ra tay cứu rỗi cho đội bóng của chủ tịch David Beckham. Mọi thứ, phấn khích và thăng hoa cứ ngỡ như một giấc mơ vậy. Một pha bóng khiến tất cả nhớ về những năm tháng thanh xuân của Messi, về hình ảnh của một Leo thời trai trẻ, mãnh liệt và bùng lên những bước chạy nhiệt huyết. Gần hai thập kỷ rực cháy, cùng với Leo thủa tung hoành tại trời Âu, người ta vẫn tiếp tục được chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu mà Goss đã tạo nên ở đoạn cuối trong sự nghiệp. Nếu bạn từng nghe từ khái niệm gánh tim, thì nó chắc chắn là đây. Ở cái tuổi mà hầu hết mọi huyền thoại đều chọn cách dừng lại hoặc cố chấp đóng vai kép chính để trở thành gánh nặng, Messi vẫn là một sự khác biệt của làng túc cầu. El Pulgar khiến người ta say mê bởi mọi thứ anh làm diễn ra một cách rất tự nhiên, chẳng hề gượng ép một chút nào. Sau đó, Sporting Kansas lại có được bàn thắng quân bình tỷ số. Nhưng cuối cùng, Inter Miami lại vươn lên dẫn trước với pha lập công quý giá của Luis Suarez. Song sát chi kỷ giúp cho đội bóng vùng Florida giành được chiến thắng chung cuộc và chính thức vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng MLS khu vực miền Đông. Messi và các đồng đội hiện có bằng 15 điểm với đội bóng cũ của Thierry Henry, New York Red Bull, nhưng tạm xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Hành trình leo lên đỉnh bảng của Inter Miami in đậm phong độ tỏa sáng của siêu sao Lionel Messi. Kể từ đầu mùa giải, anh ra sân 5 trận, bỏ túi 5 bàn và 5 đường kiến tạo. Những chấn thương vặt khiến cho thời gian thi đấu của Messi bị ngắt quãng, nhưng cứ mỗi khi xỏ giày ra sân, anh lại luôn thể hiện được vai trò to lớn lên cuộc chơi. Những bước chạy ma thuật của Leo ở tuổi 36 vẫn tỏ ra ao trình hoàn toàn so với MLS. Các cầu thủ đối phương phải ngả mũ để thán phục, cổ động viên trên khán đài thì vái lại tôn kính, đó chính là đẳng cấp của Goss. Ở tuổi 36, người ta cho rằng đây là dưỡng già, là nơi đất Mỹ xa xôi, sức hút của Messi vẫn thật khó để có thể cưỡng lại. Hơn 75.000 vé dự khán trận đấu giữa Sporting Kansas và Inter Miami đã được bán sạch chỉ trong vòng 15 phút. Vì Messi, đội chủ nhà đã quyết định chuyển trận đấu đến sân Arrowhead thay vì tổ chức trên sân nhà Children's Mercy, có sức chứa chỉ khoảng 20.000 khán giả như thường lệ. Số lượng cổ động viên được ghi nhận có mặt vào rạng sáng này đã chính thức phá kỷ lục cũ thuộc về trận đấu giữa Sporting Kansas và Man United vào năm 2010. Messi đơn giản là vươn lên trên tất thảy, ngay cả với một thương hiệu top đầu như Quỷ Đỏ. Trận đấu sáng này chính thức là trận đấu bóng đá có nhiều người xem trực tiếp nhất trong lịch sử bằng Mussori. Ở Arrowhead, người ta còn thấy sự hiện diện của cặp đôi vàng trong làng thể thao và giải trí Mỹ là ca sĩ Taylor Swift và cầu thủ ngôi sao Travis Kelce của NFL. Trên trang bán vé trực tuyến Ticketmaster, giá vé ban đầu của trận đấu là 80 USD, nhưng sau đó đã đẩy lên tới mức 500 USD vì sức hút quá lớn của Messi. Trước khi Messi đến, MLS ảm đạm và thậm chí có phần tẻ nhạt. Sau sự xuất hiện của Goss, mọi thứ bỗng trở nên hóa điên rồ. Ở tuổi 36, Messi vẫn ghi bàn đều đặn, trình diễn thứ ma thuật, thiên tài trong các trận đấu của Inter Miami. Có những trận đấu người ta cứ ngỡ đang được xem Champions League bởi sự kịch tính nghẹt thở được đẩy lên tới đỉnh điểm. Tất cả dán mắt vào những bước chân kỳ diệu, họ sống lại những năm tháng thanh xuân của Leo trên đất Mỹ.
Ở đó, siêu sao 36 tuổi, bằng đẳng cấp của Ghost đã viết lại lịch sử cho không chỉ Inter Miami mà còn là cả MLS. Người ta chứng kiến hàng loạt những tên tuổi đình đám của giới giải trí lẫn cả huyền thoại làng thể thao dự khán các trận đấu góp mặt của Leo. Ca sĩ Selena Gomez, người nhện Tobey Maguire, tài tử Leonardo DiCaprio. Rồi sáng nay là bà hoàng Taylor Swift. Đến cả tượng đài bóng rổ LeBron James cũng cầm chiếc điện thoại ngóng theo Messi như một người hâm mộ đích thực. Những cổ động viên cũng sẵn sàng bỏ số tiền gấp mấy lần bình thường để có được tấm vé xem El Pulgar chơi bóng trên đất Mỹ. Ngày anh đặt chân tới Inter Miami, thử thách khó nhằn nhất được đặt ra cho Leo là giúp đội bóng vùng Florida thoát khỏi kiếp bần cùng tại MLS. Ở mùa giải trước, sự xuất hiện của Messi là quá muộn để cứu vớt tình cảnh của Miami, để rồi chấp nhận vị trí áp chót vào cuối mùa giải. Quyết tâm làm lại tất cả được bắt đầu trong mùa giải năm nay, nơi Messi sẽ là nhân tố quyết định đến tham vọng vô địch MLS lần đầu tiên trong lịch sử của Inter Miami. Sau khi đã bị loại khỏi CONCACAF Champions League, đội chủ sân DHV-PNK càng có lý do để dồn toàn lực cho đấu trường MLS. Cho đến lúc này, Inter Miami vẫn là đội bóng sở hữu hàng công tốt nhất giải, nhưng hàng thủ lại là một vấn đề cực kỳ đáng báo động. Họ nhận về gấp đôi số bàn thua so với những đội bóng xếp sau. Để đi đến ngôi vô địch, Inter Miami chẳng thể cứ mãi lấy công bù thủ và trông đợi vào Messi gánh team được. Vậy nên, mới có thông tin cho rằng chủ tịch David Beckham đang nỗ lực chiêu mộ thủ thành Sergio Romero để gia cố cho hàng thủ. Cựu thủ môn của Man United cũng từng là đồng đội của Messi ở tuyển Argentina. Leo cần thêm những vệ tinh đủ tốt và đủ chất lượng để không phải rơi vào tình cảnh cô đơn như cuối mùa giải trước. Ngày Messi sang đất Mỹ, người ta đã ngầm hiểu và thông cảm bởi đó là lựa chọn để anh an yên sau khi đã chinh phục được tất thảy những đỉnh cao. Có bóng vàng, anh có 7. Chiếc giày vàng, anh có 6. Và cuối cùng, danh hiệu mà người ta cho rằng bóng đá nợ anh World Cup, anh cũng đã sở hữu sau nhiều lần thất bại nghiệt ngã. Kho bàn thắng kiến tạo đồ sộ của Messi để lại với những điều kỳ vĩ và bất tử mà Leo tạo nên cho bóng đá giúp anh bước vào ngai bục duy ngã độc tôn của làng túc cầu giáo. Với sự nghiệp quá đỗi viên mãn và trọn vẹn, siêu sao người Argentina không cần phải chứng minh thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng El Pulgar có lẽ đã nói không. Ở trên đất Mỹ xa xôi, với cái tuổi 36, anh vẫn trình diễn thứ ma thuật đầy mê hoặc, ghi những bàn thắng bùng nổ và đem tới cho khán giả sự phấn khích. Siêu phẩm xe lưới Sporting Kansas rạng sáng ngày hôm nay chỉ là khởi đầu cho một mùa giải mới hứa hẹn còn hấp dẫn hơn nữa của Messi và Inter Miami. Leo đã sẵn sàng đem về chức vô địch MLS lịch sử cho đội bóng này.